Hello, come back to my channel. Start again go. Harley Quinn. Tiền sau đó thì sẽ mua cho mình những vật yêu thích. Ok, chào Fix Reader. And let's go.
Oh man, wow. Oh my god, okay. So I will wieder die Message in Sandring und war rushing. Okay, let's go. Tiếp tục rồi. Thank you.
Ok, và mình sẽ sang được gần từ từ. Monaco. Chàng kia phi rất là nhanh. Mình sẽ đi được thẳng này. Oh my god. Một quãng đường khá là dài. Cố gắng vượt qua nào. Hai đối thủ nữa rồi. Ok. Run apply. Cái này phải bật wifi rồi.
tựa game này đặt khá nhiều quảng cáo luôn. Cho nên khi chơi tựa game này thì các bạn sẽ phải xem những đoạn quảng cáo. Đôi lúc rất là khó chịu. Ok. Ngay đang núp trong đi game mà lại có quảng cáo như thế này. Xong hết rồi. Okay, let's go. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Ở Fast Night. Race was. Thank you.
Review rushing. Push simulator. Let's get started. Drive safe. Mày chẳng đấm tận ở sau luôn, giỏi thật. Toàn là những con đường đều và là một đường cao tốc khá là dài. Xung quanh đây thì đều có trạm dừng chân nghỉ hết các bạn nhé. Nếu mà các bạn chơi từ trên này, các bạn có thể vào trạm dừng chân ở đó để nghỉ ngơi.
anh Trang đòi dừng chân chỗ nào đấy rồi. Chúng tôi có lên dừng không? Rồi thôi, cứ đi thẳng thôi. Để anh ta. Chạm dừng kế tiếp thì mình sẽ nghỉ ngơi. Quyết định như thế, khi đến trạm dừng chân nào đó nghỉ ngơi thì các bạn sẽ cho hành khách xuống ăn uống rồi sau đó thì sẽ đi với Dinh, còn các bạn cũng sẽ nghỉ ngơi một trạm và tiếp tục đổ đầy bình xăng và sau đó thì sẽ oh my god. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nghỉ ngơi và sửa chiếc xe của mình, ok. Rồi. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.